xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe chuyện ngắn Ngoảnh đi ngoảnh lại của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Tác phẩm ghi lại cảm nhận về sự thay đổi của quê hương. Mời các bạn cùng nghe. quê ngoại của Phúc là một xã thuần nông của tỉnh Hà Nam. Nơi đây ngày xưa vẫn được gọi là vùng đất chiêm trũng, đất cầu tõm. Vào vụ cấy, người dân phải lội đến quá gối mới cắm được cây mạ non xuống bùn. Năm 17 tuổi, mẹ Phúc trốn bà ngoại ra Ninh Bình xin làm công nhân đường sắt. Mẹ gặp và lấy bố cũng là một công nhân ở đó. Sau mấy năm, hai người được điều chuyển ra làm một công trình giao thông lớn ở ngoài Hà Nội. Công trình lớn tầm cỡ quốc gia, nên hàng vạn người làm những hơn 10 năm mới xong. Khi công trình xong, thì đã có hẳn một thế hệ thứ hai là con cái của các cán bộ công nhân viên thi công công trình đó ra đời. Để an sinh cho mấy vạn người, nhà nước phải bố trí cấp nhà cấp đất cho những công nhân ở lại. Thế là bố mẹ Phúc tự nhiên có hộ khẩu Hà Nội như bao người khác. Ngày còn học cấp 2, cấp 3, năm nào cũng vậy. Hãy cứ đến dịp nghỉ hè là Phúc lại được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Năm ít ngày thì cũng đôi tuần, còn năm nào nhiều thì có khi tới đôi tháng. Đến khi nhà trường thông báo tập trung thì mới lên. Ông ngoại mất sớm nên chỉ còn bà ở với vợ chồng cậu Hải hồi đó vợ chồng cầu hải mới cưới nên có ba đứa con lít nhít khi mợ hòa sinh đứa út thì thằng hà là con lớn nhất của cậu mợ mới lên năm tuổi vậy nên phúc nói về chơi xong cũng phải giúp bà giúp mợ khối việc từ cuốc đất thồ mạ đến trông bế mấy đứa trẻ nhà cậu hải xung quanh nhà bà ngoại toàn là nhà các chú các bác anh em họ hàng với ông ngoại nên Phúc cũng có nhiều anh em họ mạc trạc tuổi. Mỗi lần Phúc về chơi là các anh em thích lắm, tha lôi Phúc đi khắp các xó xỉnh, từ đầu làng ra đến cuối ruộng, từ ao vườn nhà ra đến các thùng đào, thùng đấu, rồi ra tận con sông ranh giới giữa hai làng. Mỗi lần về quê lên, người Phúc đen sạm hẳn đi, khiến bố mẹ nhìn thấy cũng đều phải xót xa. Từ ngày vào học đại học, Phúc bắt đầu ít về quê hơn thực ra thì số lần về có nhiều hơn vì phúc đã lớn tự biết chủ động đi lại nên hễ hơi có tí việc gì cần kíp là bố mẹ lại sai về số lần về quê thì nhiều song số ngày ở lại thì rất ít nhiều khi sáng về chiều đã lại lên ngay từ khi bà ngoại mất thì phúc lại càng ít về hơn tốt nghiệp ra trường không tìm được việc ở hà nội phúc vào sài gòn xin việc rồi lấy vợ luôn ở trong đó vợ Phúc sinh con, hai vợ chồng đặt tên con là Đức. Vợ Phúc bảo đặt tên như vậy cho nó quấn bố. Quả thực thằng Đức quấn bố kinh khủng. Lúc còn nhỏ, mỗi khi Phúc đi đâu về là nó sàng ngay vào lòng bắt bế bắt nợ. Đến khi lớn hơn một chút thì bố đi đâu nó cũng nặng nặng đòi đi theo. Thấm thoát, thằng Đức đã vào lớp 1, mới đi học mà mắt đã cận lòi ra, phải đeo cặp kính hai điếu thỉnh thoảng bố con có dịp ngồi chuyện trò, phúc thường kể lại những kỷ niệm về quê ngoại cho con nghe. thằng đức nghe bố kể chuyện cua cá ếch nhái, cứ há hốc mồm ra nhìn bố như thể nhìn người hành tinh khác mới rơi xuống trái đất. phúc nghĩ chắc nó chẳng thèm tin những thứ mình kể. cuộc sống của chúng từ nhỏ đã quen nơi thành thị nhộn nhịp, chúng đâu cần quan tâm để gì đến đời sống phong cảnh nơi thôn quê nhưng Phúc đã nhầm. Trong một lần hai bố con nói chuyện về học tập, Phúc động viên con bằng cách khuyến khích. Nếu năm nay con đạt danh hiệu học sinh giỏi, thì ba sẽ lại cho đi biển một chuyến. Thằng Đức buột miệng nói, nhưng con thích đi chỗ khác cơ. Thực ra hè năm nào, Phúc cũng cố thu xếp cho vợ con được đi biển một chuyến dù gần hay xa. Phúc nghĩ, chắc của cậu cũng chán, không còn thiết tha lắm với đi biển con thích đi đâu ba cho con về quê đi về nhà ông hải chỗ mà ba hay kể chuyện hồi xưa đó về chơi mấy ngày thôi cũng được giá là vậy nó thích được về quê phúc nghe vậy cũng mừng vì như vậy sẽ tách được nó ra khỏi màn hình máy tính điện thoại gì chứ về quê chơi thì ba ủng hộ ngay phúc đồng ý xong vẫn muốn biết lý do nên hỏi sao con lại thích về quê con muốn xem những thứ mà ba kể cho con nghe có thiệt không? Vậy hả? Phúc không giấu được cảm xúc, chuyện ở quê toàn là thiệt đó. Bữa giờ ba không xạo đâu. Vậy ba hứa đi. Chẳng hiểu sao thằng Đức lại bắt Phúc phải hứa, chắc nó sợ bố nó sẽ quên hoặc nó nghĩ việc về quê là việc khó, khó hơn cả việc cho nó đi biển vào mỗi dịp hè. Mà nó nghĩ vậy cũng có phần đúng, đã lâu Phúc không về quê ba hứa, nhưng con phải cố gắng đấy. Dạ. Thằng Đức dạ dài. Vậy là giao kèo giữa hai bố con đã được ký kết. Đã hứa thì phải làm. Phúc lên kế hoạch xin nghỉ phép ngay khi thằng Đức về thông báo. Con đạt danh hiệu học sinh giỏi rồi. Chỉ còn chờ ngày bế giảng để nhận phần thưởng và giấy khen nữa thôi. Bà Phúc có không muốn thực hiện lời hứa đó cũng không được. Vì thằng Đức từ hôm đó ngày nào gặp ba nó cũng nhắc bà đã hứa rồi bà nhớ phải thực hiện đó vợ phúc không thể nghỉ được nên chỉ có hai bố con ra bắc nghĩ mình ngày xưa về quê chơi những mấy tháng mà không biết chán nên phúc nhầm tính kế hoạch cho chuyến đi 10 ngày thứ bảy tuần này hai bố con sẽ bay ra hà nội và ở chơi với ông bà nội hai ba ngày sau đó phúc sẽ đưa con về quê chơi với vợ chồng ông cậu khoảng dăm hôm sau đó nữa thì tùy thuộc vào thằng Đức. Nếu nó thích ở chơi thêm thì cho nó ở lại, đến khi nào cu cậu thấy chán thì nhờ ông cậu đưa lên Hà Nội, để ông bà nội xem có người quen nào vào Sài Gòn sẽ gửi nó vào theo. Còn nếu thằng Đức cảm thấy chơi vậy đã đủ thì hai bố con sẽ cùng về. Tình huống thứ hai này có lẽ hơi khó xảy ra. Phúc tự tin nghĩ vậy nên chỉ dám đặt vé khứ hồi cho riêng mình chiếc xe ôm bon bon đưa hai bố con phúc về làng con đường độc đạo dẫn từ đây về làng ngày xưa khấp khểnh bởi chẳng chịt những vết chân trâu nay đã được bê tông láng mịn phúc cố nghển cổ khỏi vai anh xe ôm để dõi mắt nhìn về phía làng dấu hiệu thay đổi đã hiện hiện khá rõ những bụi tre thưa thớt hơn những ngôi nhà xây hai ba tầng nhiều lên trông thấy đường này mà thô mạ thì sướng phải biết phúc nghĩ mà thấy mừng cho quê hương đã có nhiều thay đổi theo hướng tốt lên phúc lim sim đôi mắt hít hít mấy hơi thật sâu để tìm lại một thứ mùi xưa cũ song không thể cảm nhận được đó là mùi thum thùm của phân và nước tiểu của châu bò đó là mùi ngai ngái của rơm dạ mục tất cả hòa quyện trộn lẫn với đất bùn tạo nên một thứ mùi đặc trưng mà chỉ ở quê mới có Phúc vẫn thường gọi đó là mùi quê. Phúc mở mắt nhìn ra xung quanh. Lúa ngoài ruộng đã gặt hết. Gốc dạ để cao ngang đầu gối. Vì không ai còn lấy rơm về làm gì nữa. Hai bên đường thỉnh thoảng lại có một đống cho lớn. Dấu hiệu của việc đốt rơm mấy bữa trước. Con đường xi măng nhỏ dần. Xong dẫn đến tít tận cổng nhà ông cậu. Cậu Hải ngạc nhiên lắm khi thấy Phúc cho cả con trai về chơi. Ngồi một lúc, cậu vụt đứng dậy bảo bố con thằng đức cứ ở nhà để ông đi gọi bà về làm cơm đãi khách quý phúc tranh thủ dẫn con ra bờ ao ngắm nghía cái ao xưa rộng dài là thế vậy mà giờ đã bé lại trông thấy bởi bị lấp lấn từ bốn phía cái chuồng lợn cạnh bờ ao ngày nào đã được đập bỏ xây lên một khu phụ vệ sinh tắm rửa nước thải chảy thẳng xuống ao Phúc đưa tay chỉ cái ao nhỏ đen ngòm nói. Ngày xưa, ba hay tắm ở cái ao này. Nước ngày xưa có đen thế không hả à, ba? Không, nước trong lắm. Phúc vừa nói vừa đưa tay chỉ trò. Ngày xưa chỗ này là cái chuồng lợn, phân lợn, phân người đều giữ lại dùng để bón ruộng chứ không thải ra ao. Ở quê mọi việc tắm táp, giặt rũ, vo gạo, rửa rau, rửa bát, tất tần tật là ở cái ao này chỗ này ông hải bắc một cái cầu ao bằng tre vươn ra ngoài thằng đức nhìn mặt ao một lần nữa để xác định chính xác màu nước rồi nhìn ba nó nghi ngờ hỏi tất cả đều rửa ở ao này hả ba đúng vậy phúc khẳng định rồi đính chính thêm chỉ có mỗi nước nấu ăn là phải đi gánh từ giếng làng về thôi phúc nói xong định thò tay xuống ao hớt nước lên nghịch như thủa nào song nước quá thấp không với tay tới. Thỉnh thoảng ba ra cầu ao lại bắt được cặp ốc nhồi to như nắm đấm. Cụ ngoại đem tích vào giỏ treo lên gác bếp, đợi đến khi nào đủ bữa mới đem xuống nấu. Nhắc đến bà ngoại, phúc bỗng chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Mới tầm bốn giờ chiều, thằng Đức đã ra chỗ ba nó ngồi nhấm nháy. Đi thôi ba. Phúc liếc mắt nhìn ra sân, trời còn nắng gian nhưng không thể để thằng Đức cứ phải háo hức chờ đợi mãi. Ở thì đi, đồ bơi chuẩn bị đủ chưa? Còn xếp hết vào ba lô đây rồi ba. Ông Hải nhìn hai bố con xách ba lô ra cửa ngạc nhiên hỏi. Hai bố con cụ Đức đi đâu đấy? Con cho cháu đi loanh quanh một chút ông ạ. À. Ông Hải dặn với theo khi hai bố con Phúc đã ra đến sân. Đi mau rồi nhớ về ăn cơm tối đấy. Ngày trước, phúc thế làng rộng là thế đi mãi mới ra đến con ngòi ở rìa làng vậy mà giờ mới đi mấy bước chân đã nhìn thấy những ruộng lúa trơ gốc dạ cao ngang đầu gối có lẽ khi còn là trẻ con thì người ta cảm thấy cái gì cũng dài và rộng hơn châu chấu cao cao là con nào hả bác? nghe còn hỏi phúc đưa mắt chăm chú hết nhìn trong đám xuyến chi mọc lút ở hai bên vệ đường giờ lại đưa mắt ra xa ở chỗ có các bụi khoai nước để tìm kiếm. xong dù có cố đến mấy cũng không thể phát hiện ra được một thứ gì quen thuộc. hồi trước hai bên đường này nhiều lắm, không hiểu sao giờ lại không có. phục lầm bầm rồi đưa mắt nhìn ra xa phía trước, thấy một bờ cỏ chạy dài thì mắt sáng hẳn lên. chắc ở bờ cỏ kia sẽ có lũ ếch nhái ở đó cũng nhiều lắm bờ cỏ ngày trước đi lại nhiều lại được châu bò thường xuyên tìm gặm nên cỏ chỉ mọc lan sát mặt đất lũ ếch nhái nâu xanh ngồi xen lẫn trong đám châu chấu cào cào xanh đỏ cứ lồ lộ ra trước mắt người bước chân của phúc đi đến đâu thì lũ ếch nhái vội cuống cuồng nhảy ùm oảm xuống nước tìm chỗ trốn lũ châu chấu cào cào cũng nháo nhác bay dập ra đến đó thế mà giờ không hiểu sao bờ ruộng cỏ mọc tốt um tùm cỏ cao dày ngập lút cả bàn chân người lớn khiến phúc chẳng thể nhìn thấy gì nghĩ lũ ếch nhái đang trốn mình trong đám cỏ dày phúc dùng chân khua khoáng cho chúng thấy động mà nhảy ra xong đáp lại sự cố gắng của phúc chỉ có những sợi cỏ khô bắn tung lên thằng đức bám sát theo sau bố nó một đoạn thì có vẻ đã mỏi chân hoặc cũng có thể nó đã cảm thấy chán nản nên dừng lại Phúc thì vẫn cố kiên nhẫn đi sâu thêm một đoạn nữa. Chẳng có một con vật nào để Phúc có thể chỉ cho thằng Đức biết và chứng minh với nó là mình không nói phiền. Phúc thất vọng quay lại nhìn con nói. Ba không hiểu tại sao không có con nào. Chắc là không đúng mùa. Thằng Đức nhỏ vậy mà cũng biết cách an ủi ba nó rồi nói. Thôi, ba con mình đi tắm đi. Ừ, Phúc như thoát được khỏi một gánh nặng ba con mình ra sông thôi thuở nhỏ chiều nào phúc cùng đám trẻ con trong làng ra sông tắm táp nô đùa nước sông ngập mấp mé bờ bãi đám cỏ gà mọc lan đến sát mép nước bọn trẻ con cứ chạy đà trên bờ rồi tung mình nhảy xuống ngụp lặn chán rồi lại thi nhau xem đứa nào sang bờ bên kia nhanh nhất nước con sông quê không những trong xanh mà có thể nói là còn rất sạch vì Phúc thường thấy các nhà ở gần toàn ra sông gánh, thồ nước về để ăn thay cho lấy nước giếng làng Chỉ nghĩ đến những cảnh đó, Phúc đã cảm thấy mát mặt. Gần đến bờ sông, mùi tanh hôi bắt đầu xuất hiện. Phần vân không hiểu tại sao lại có thứ tẩm lợm đó bốc lên từ phía con sông tuổi thơ của mình. Phúc vội dạo chân bước. Thằng Đức thấy ba nó đi nhanh như vậy thì cũng háo hức chạy đuổi theo. Hiện ra trước mắt hai bố con chỉ là một màu xanh lút mắt của bèo tây thỉnh thoảng có vài chỗ bèo không lam kín để lộ ra mặt nước màu đen ngòm bên trên bờ sông vứt lan liệt những thứ chai lọ vỏ ni lông của các thể loại thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn hiệu tây tàu ta đủ cả phúc ngẩn người vì không nghĩ con sông tuổi thơ đẹp đẽ của mình giờ lại biến thành một chiếc ao bèo lớn bốc mùi hôi thối giống như sông tô lịch ở hà nội thằng đức thì hết đưa mắt nhìn ra sông lại quay sang nhìn bố một lúc sau nó mới cất giọng nghi ngờ hỏi hồi xưa ba hay tắm ở chỗ này á à? à ừ nước trong xanh lắm nước này mà ba nói là trong xanh thôi ba xuống tắm đi con chờ không ý ba là ngày xưa không thế này chứ giờ nước thế này thì ai tắm cho nổi hy vọng cuối cùng của phúc là buổi tối sẽ đưa con ra đường D để nằm óng gióng trong lúc làn gió mát hay hẩy thổi vào mặt phúc sẽ chỉ cho con biết đâu là giải ngân hà đâu là chòm sao thần nông đâu là chòm sao bắc đầu cơm tối xong phúc hí hửng dắt mảnh ni lông vào túi quần hỏi mượn ông cậu cái xe máy rồi đưa con trai chạy thẳng ra con đường liên xã đường liên xã là con đường giao thông chính để đi từ làng này sang làng khác nó được đắp cao vút lên giữa cánh đồng để mùa lũ không bao giờ bị ngập chính vì được đắp cao như vậy nên dù đường ở giữa đồng nhưng mọi người lại hay gọi nó là con đê ngày xưa điện chưa có ăn cơm bằng đèn dầu ngủ không có quạt sau khi ăn cơm rửa bát xong người lớn trẻ con lại ý ới gọi nhau mang chiếu ra đê nằm hóng gió đến khi buồn ngủ rũ ra hoặc khi có trận mưa rào bất chợt thì mới chạy về gió mùa hè bay lượn là trên mặt ruộng gom góp hết những hương thơm của cỏ cây và lấy hết hơi mát của nước khi gặp con đê chắn cao gió tạt thốc lên khiến người ta chỉ muốn nằm mãi cho đến sáng hai bên đường đã có một dãy dài các nhà hai ba tầng mới xây mọc lên đi một đoạn xa mới lại thấy ruộng và những làn gió mát thổi thốc vào mặt phúc lựa tìm một chỗ phẳng thì dừng xe bảo con xuống chợt có một mùi lạ sọc vào mũi, thung thùng lan tỏa khắp không trung. Thỉnh thoảng những cơn gió cái thốc lên, khiến mùi thung thùng kia biến thành cái thứ mùi hôi thối nồng nặc. Có tiếng lợn kêu giống lên từ dãy nhà cấp bốn giữa ruộng. Phúc đã phát hiện ra nguồn gốc của mùi hôi thối kia. Nó xuất phát từ một trang trại lợn lớn nằm trình ảnh giữa cánh đồng. Thằng Đức đột nhiên quay sang nhìn ba nó nói: Mai mình về đi ba mai ba con mình về nhưng ba không có nói xạo mà không sao đâu coi như ba kể chuyện cổ tích cho con nghe mà trời chuyện cổ tích thì đúng là xạo đến mức bá đạo rồi còn gì phúc không nhìn thấy mặt con mà cũng chẳng cần nhìn thì cũng biết thừa mặt nó đang lộ vẻ thất vọng đến mức nào phúc cảm thấy thương con vì mọi háo hức mọi tưởng tượng đẹp đẽ trong trí óc non nớt của nó không hiện hiện ra trước mắt mà lại trở thành nỗi thất vọng không có lời nào tả được nghĩ lại phúc cũng cảm thấy ngạc nhiên ngạc nhiên đến sững sờ bởi sự thay đổi diễn ra quá nhanh chóng mới có hơn chục năm mà những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào của mình đã trở thành chuyện cổ tích rồi phúc không sống ở làng nên không thể so sánh lợi ích mang lại của việc đổi mới và phát triển với hậu quả hủy hoại môi trường và càng không thể đưa ra phán xét đúng sai phúc chỉ cảm thấy tiếc nuối giá như làng quê thay đổi nhưng vẫn giữ được môi trường sinh thái sạch sẽ như ngày xưa thì tốt biết bao chẳng lẽ phát triển và sạch đẹp không thể cùng song hành tồn tại hay sao phúc nghĩ vậy và bất giác lập bập mới đó ngoảnh đi ngoảnh lại mà giọng đọc Hùng Sơn vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Ngoảnh đi ngoảnh lại của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Nhân vật Phúc về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. Những đổi thay của làng quê mang đến cho anh nhiều cảm xúc vui buồn khác nhau. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi lời cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, ngay nhan đề của truyện ngắn đã mang ý nghĩa sự đổi thay quá nhanh của một sự vật hay hiện tượng nào đó khiến con người giật mình không kịp nhận ra. Chỉ khoảng thời gian 10 năm từ lúc nhân vật Phúc học đại học đến khi đưa cậu con trai Tiến Đức về thăm quê, làng quê thuần nông của Hà Nam không còn như xưa nữa. Thời gian thấm thoát qua đi, cảnh vật quê hương và cả nếp sống xưa cũng chịu nhiều tác động của đời sống hiện đại. Phúc muốn khoe với con trai những kỷ niệm đẹp, thủa ấu thơ như bắt cào cào châu chấu hay những buổi trưa hè bơi sông cùng chúng bạn nhưng chỉ 10 năm sau quê thôi mà các loài côn trùng không thấy đâu, dòng sông quê cũng không còn trong xanh như ngày nào. Tất cả hương vị quê hương gắn bó với tuổi thơ của Phúc và nhiều thế hệ trẻ con làng quê đã không còn. Đời sống hiện đại hóa, công nghiệp hóa đã tác động không nhỏ tới những vùng nông thôn. Những dòng sông bị ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp, côn trùng hiếm thấy bởi việc sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Phúc cảm tưởng như mới ngoảnh đi ngoảnh lại thôi mà bao điều đáng quý của tuổi thơ đã không còn qua câu chuyện về chuyến thăm quê của nhân vật phúc và con trai người đọc người nghe cảm nhận được những tác động tiêu cực của đời sống công nghiệp hóa hiện đại hóa tới nhiều vùng nông thôn việt nam đời sống kinh tế phát triển hơn đường làng rộng hơn nhiều nhà xây dựng to đẹp hơn nhưng kèm theo đó là môi trường bị ô nhiễm những cảnh đẹp tạo nên hương vị quê hương chỉ còn là hoài niệm đẹp mà thôi